Đến hẹn lại lên, chào mừng 500 anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể những câu chuyện lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, mặc dù cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 đã lùi xa, kết quả của nó thì ai cũng rõ. Việt Nam bảo vệ thành công chủ quyền lãnh thổ, Trung Quốc rút quân, nhưng gần đây một bộ phận không nhỏ người Trung Quốc và cả người Trung Quốc nói tiếng Việt thường xuyên có những quan điểm cho rằng ở cuộc chiến năm 1979, quân đội Trung Quốc chỉ thực hiện những trận đánh mang tính tự vệ trước Việt Nam, rằng trình độ của quân đội Trung Quốc ở một đẳng cấp cao hơn so với Việt Nam và họ đã cố tình nương tay khi chiến đấu với người Việt. Chứ làm gì có chuyện một đội quân đông gấp 10 lần, 60 vạn so với 6 vạn lại không thể đè bẹp được đối phương. Đó là chưa kể lính Trung Quốc đánh Việt Nam toàn là binh sĩ tinh nhuệ, đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt mấy năm trời, trình độ tác chiến hơn hẳn so với quân Việt Nam trước đó, đa phần là dân quân và bộ đội địa phương. Gáy to, chém to là thế, nhưng trên chiến trường, quân Trung Quốc không thể hiện được sự vượt trội đó trước quân ta. Thậm chí, kỹ năng của binh sĩ tàu còn bị đặt một dấu hỏi to tướng khi nhiều tài liệu của chính Trung Quốc sau này ghi lại rằng mặc dù tịch thu được vũ khí của Việt Nam, nhưng Trung Quốc lại không biết dùng, dẫn đến nhiều cái kết giờ khóc giờ cười. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, 60 vạn quân Trung Quốc ổ ạt nổ súng xâm lược nước ta trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, mở đầu 27 ngày đêm đại hội giao lưu võ thuật và súng ống giữa binh sĩ hai nước. Đây là đợt tác chiến lớn nhất của quân giải phóng nhân dân Trung Hoa kể từ sau cuộc kháng chiến chống Mỹ Việt Triều, hay còn được cộng đồng quốc tế gọi với một cái tên là Chiến tranh Triều Tiên, diễn ra từ năm 1950 đến năm 1953. Và ở thời điểm năm 1979, tức là sau gần 30 năm hòa bình, quân đội Trung Quốc mới lại có một lần phải xung trận trong một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Vì vậy, đây là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ và mới mẻ đối với hầu hết các quân nhân quân giải phóng nhân dân Trung Hoa, những người đã ngồi chơi xơi nước từ quá lâu. Sau nhiều năm, họ mới lại bị đẩy ra chiến trường, chịu đựng những thử thách và môi trường chiến đấu tàn khốc. Mặc dù diễn ra tương đối chóng vánh, nhưng trong những trận đánh sinh tử trong cuộc chiến tranh mà phía Trung Quốc gọi là đối vệ tự vệ phản kích chiến là bài kiểm tra tốt nhất, thậm chí là có vẻ hơi quá liều so với các binh sĩ phương Bắc. Việc phải chạm trán với một quân đội không có gì ngoài kinh nghiệm đánh nhau gần 100 năm với Pháp, Nhật và Mỹ đã để lại nhiều bài học xương máu cho quân đội Trung Quốc. Không chỉ chịu thương vong nặng nề, các chiến thuật lỗi thời, biển người, biển pháo, biển xe tăng bị đập tan, tính hiệu quả trong huấn luyện của quân đội Trung Quốc cũng bị đặt một dấu hỏi to tướng khi mà thực tiễn chiến trường ghi lại rằng quân đội của họ không thể sử dụng linh hoạt nhiều loại vũ khí tới mức có những lúc thu được vũ khí của quân Việt Nam, quân Trung Quốc không biết dùng, làm phí phạm và bỏ lỡ những cơ hội chiến thắng 10-10. Trong giáo trình huấn luyện quân sự của Trung Quốc, có một thuật ngữ gọi là nhất chuyên, đa dụng, dùng để mô tả yêu cầu về trình độ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ. Nói nôm na, khái niệm này có nghĩa là mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thành thạo kỹ năng nghiệp vụ của mình, cũng như biết thực hiện các kỹ năng nghiệp vụ khác có liên quan. Ví dụ, một người sử dụng súng trường phải sử dụng thành thạo được súng trường, cũng như biết cách bắn súng tiểu liên và súng máy hạng nhẹ. Người nạp đạn pháo phải thành thạo và chính xác trong việc nạp đạn, nhưng cũng phải có khả năng ngắm bắn pháo. Tương tự như trong môn bóng đá, những cầu thủ giỏi là những cầu thủ có thể thi đấu tốt ở nhiều vị trí khác nhau. Ví dụ như một tiền vệ có thể lùi xuống đá trung vệ khi cần thiết, hoặc một hậu vệ cũng có thể dâng cao lên như một tiền vệ cánh khi huấn luyện viên yêu cầu. Vai trò của nhất chiêu, đa dụng là rất quan trọng trong triết lý xây dựng quân đội của chính quyền Trung Quốc. Bởi lúc này, mỗi người lính có thể thực hiện nhiệm vụ ở nhiều vị trí chiến đấu. Trong huấn luyện thông thường, một người đạt được nhất chuyên, đa năng thì trong thời điểm chiến thì mới có thể đảm bảo nhất tinh, đa dụng. Nhất chuyên, đa năng là cơ sở để một binh sĩ có thể ứng biến tốt với các diễn biến phức tạp của chiến trường. Chỉ có như vậy mới đảm bảo được hiệu quả của tác chiến hiệp đồng binh chủng. Trong chiến đấu biên giới năm 1979, các tài liệu của phía Trung Quốc ghi lại rằng một bộ phận không nhỏ binh sĩ do trong huấn luyện đã không chú trọng đến nhất chuyên, đa năng nên khi tham chiến thực tế, có những trường hợp thu được vũ khí của bộ đội Việt Nam nhưng lại không biết cách sử dụng vì trái với sở trường, khiến đơn vị này lỡ mất thời cơ truy kích và làm thiệt hại quân đối phương, hoặc thậm chí là không thể yểm hộ kịp thời cho đơn vị bạn, dẫn đến những thương vong không đáng có cho binh sĩ. Một ví dụ điển hình của việc này diễn ra vào 17 giờ ngày 17 tháng 2, tức là ngay ngày đầu tiên của cuộc chiến. Đại đội 9 của một trung đoàn bộ binh lập kế hoạch tổ chức tấn công vào Nam Sơn. Dưới sự yểm trợ của trung đội 1 và trung đội 3, trung đội 2 đã nhanh chóng tiêu diệt sự kháng cự của bộ đội Việt Nam, đánh chiếm đỉnh núi phía đông và thu giữ một khẩu súng máy phòng không bị quân ta bỏ lại. Phát hiện 6 bộ đội Việt Nam rút lui về sườn phía tây, đơn vị Trung Quốc này để lại 3 binh sĩ, trong đó có 2 người bị thương, để bảo vệ khẩu súng máy phòng không vừa hồi của được. Số còn lại đuổi theo truy kích bộ đội Việt Nam. Ngay sau đó, có 7 bộ đội Việt Nam ẩn nấp trong hang đá phía đông
lập tức phản kích lên đỉnh núi vào vị trí mà ba binh sĩ Trung Quốc còn lại đang chấn giữ. Do toàn lính bộ binh Trung Quốc này không biết cách sử dụng súng máy phòng không, lại chịu lép vế về quân số nên cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Đỉnh núi lại bị địch chiếm, súng máy phòng không trở về tay bộ đội Việt Nam. Ngay lúc này, quân ta dùng nó giã đạn dữ dội vào trung đội 2 của Trung Quốc. Tiểu đội trưởng và phó của tiểu đội 5 lập tức được súng máy phòng không tiễn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân để phản kích giành lại đỉnh núi. Đại đội trưởng Lý Bảo Châu đem tiểu đội 8 cùng vài khẩu súng máy hạng nặng cơ động đến các vị trí thuận lợi. Khi tiến đến khu vực cách đỉnh núi hơn 60m thì bị hỏa lực của phía ta bắn rát từ trong hang núi ra. Lý Bảo Châu vội vàng ra lệnh cho khẩu đội súng máy bắn trả, phát hiện vị trí và cơ cấu hỏa lực của quân Trung Quốc, bộ đội Việt Nam bắt đầu tự tin nã đạn tới tấp. Tiểu đội trưởng và tiểu đội phó bị bắn chết ngay tại trận. Bản thân đại đội trưởng dùng súng máy bắn cũng bị bộ đội Việt Nam bắn cho bị thương suýt chết. Nhận thấy tình hình quá bi đát, sau đó tiểu đoàn phó bên phía quân Trung Quốc buộc phải tăng viện, dùng cả B-40 và súng cối mới bắn chế áp được trận địa bộ đội Việt Nam. Ví dụ thứ hai diễn ra trong bối cảnh của cuộc tấn công tại Đồng Đăng cũng vào ngày 17 tháng 2. Đại đội 2 và trung đội 3 của một trung đoàn bộ binh với sự phối hợp của các đơn vị bạn đã chiếm được điểm cao 386 ở phía bắc Đồng Đăng chỉ trong 30 phút và còn tịch thu được một khẩu DKZ-82 ly và không ít đạn dược. Sau đó, trung đội này được lệnh tổ chức phòng thủ phía tây nam của điểm cao 386. 8 giờ 30 phút sáng, đại đội 3 của đơn vị láng giềng tiến vào chân đồi phía tây nam điểm cao 386 thì bị quân Việt Nam nấp sẵn từ phía trước úp sọt. Do bị bao vây ở khu vực địa hình bất lợi, khó thủ khó công, đại đội 3 bị hỏa lực của quân Việt Nam ghim chân và đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Lúc này đại đội 2 và trung đội 3 nhận được yêu cầu chi viện, liền dùng hỏa lực bắn vào các vị trí của bộ đội Việt Nam để yểm trợ cho trận địa của đại đội 3. Tuy nhiên, do khoảng cách xa, bộ đội Việt Nam đều ẩn nấp trong các công sự kiên cố. Những thứ vũ khí hạng nhẹ của quân Trung Quốc tỏ ra khá vô hại. Lúc này, nếu có thể dùng khẩu DKZ-82 ly vừa lót được lúc nãy thì hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Tuy nhiên, cả trung đội 3 không có một ai biết sử dụng loại vũ khí này nên chỉ có thể gạt nước mắt nhìn đại đội 3 bị quân Việt Nam tiêu diệt dần dần. Sự việc nhục nhã thứ ba được quân sĩ Trung Quốc ghi lại vào sáng ngày 4 tháng 3, khi trận đánh vào Lạng Sơn sắp kết thúc, một trung đoàn bộ binh đánh chiếm được điểm cao 428, nơi đặt sở chỉ huy sư đoàn của bộ đội Việt Nam. Khi kiểm tra nơi này, thì quân Trung Quốc nhìn thấy 4 khẩu pháo cao xạ 37 ly 2 nòng được đặt trên tình trạng sẵn sàng chiến đấu, vẫn còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá lại, xung quanh lại cơ man nào là đạn. Ngay sau đó không lâu, quân Trung Quốc phát hiện thấy trên quốc lộ cách đó 1.000m, quân Việt Nam đang rút lui với đội hình đông đảo và khá dày đặc. Nhận thấy tình huống này, khoảng cách 1.000m quá xa đã vượt quá tầm bắn hiệu quả của thứ vũ khí hạng nhẹ, nên các chỉ huy đại đội 8 lập tức ra lệnh cho binh sĩ lắp pháo vào tác chiến, chuẩn bị sử dụng pháo phòng không tiêu diệt đối phương. Tuy nhiên, các sĩ quan ngay lập tức ngã ngửa vì trong hàng ngũ đơn vị khi ấy chưa có ai từng có cơ hội nhìn thấy pháo phòng không, chứ đừng nói đến việc chạm vào và sử dụng nó. Mọi người nhìn nhau cười gượng, dù rất nóng lòng muốn tiêu diệt bộ đội Việt Nam vì đây là dịp may mắn hiếm có, nhưng quân thể Trung Quốc đành chịu chết, đứng chôn chân nhìn đối phương dần dần lẩn đi mất hút. Sau này, khi tổng kết tình hình chiến trận, các cấp lãnh đạo Trung Quốc kết luận, do trong điều kiện huấn luyện, các binh sĩ Trung Quốc không được chú trọng giảng dạy về nhất chuyên, đa năng mà thường chỉ học cách sử dụng một loại vũ khí nhất định. Lý do được đưa ra là vì thời gian gấp rút, không đủ để đảm bảo giáo án nhất chuyên, đa năng vốn tiêu tốn rất nhiều công sức huấn luyện, không thể hoàn thành trong ngày 1, ngày 2. Hậu quả là khi chiến tranh nổ ra, trình độ của các binh sĩ Trung Quốc không đáp ứng được yêu cầu của chiến dịch. Điển hình là nhiều binh sĩ thậm chí còn không hề biết cách sử dụng súng cối 40 ly và súng cối 60 thuộc trung đội hỏa lực của đại đội. Thực tiễn chiến đấu đã chứng minh rằng nếu ai được huấn luyện nhất chuyên, đa năng thì có thể sử dụng nhiều loại vũ khí trên chiến trường để tấn công địch một cách hiệu quả, từ đó đẩy nhanh quá trình chiến đấu và giảm thương vong cho binh lính. Ngược lại, tiến độ chiến đấu sẽ chậm, thương vong có thể sẽ ngày càng lớn. Thế nên người Trung Quốc mới kết luận rằng nếu binh sĩ được thực hành nhiều hơn trong thời bình thì trong thời chiến sẽ thao tác thành thạo hơn. Đại ý của quan điểm này khá tương đồng với câu nói thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu của quân đội ta. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là quân đội nhân dân Việt Nam chính là bậc thầy của việc sử dụng vũ khí để đánh địch. Từ kháng chiến chống Pháp, do thiếu thốn vũ khí, các chiến sĩ Việt Minh luôn phải tìm cách sử dụng mọi loại vũ khí tịch thu được của đối phương. Điển hình nhất có lẽ là hình ảnh chiến sĩ quyết tử ôm quả bom ba càng của Nhật để chặn đánh xe tăng Pháp. Sang thời kỳ chống Mỹ thì quân giải phóng miền Nam lại càng tích cực hơn nữa, bởi lượng vũ khí thu được hoặc thậm chí là mua lại của địch là vô cùng nhiều, ví dụ như súng trường AR-15 hay súng chống tăng M-72. Sang chiến tranh biên giới Tây Nam, cùng với sự trợ giúp của các hàng binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bộ đội ta đã sử dụng cực kỳ nhuần nhuyễn các vũ khí, thậm chí là hạng nặng và thao tác cực kỳ phức tạp Made in USA mà Mỹ bỏ lại, như trực thăng UH-1,
máy bay cường kích A-37, pháo 175 ly vô chiến trường để dội bão lửa vào đầu quân diệt chủng Khmer Đỏ. Có thể nói, so về trình độ khi ấy, quân đội Việt Nam hoàn toàn vượt trội so với một quân đội đã ở trong thời bình quá lâu như Trung Quốc. Đây cũng là một bài học mà chúng ta cần ghi nhớ, cần phải tích cực huấn luyện trong thời bình để sẵn sàng chiến đấu với hiệu quả cao nhất khi chiến tranh nổ ra. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em ở những video lần sau.